OK, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với vì Nam guys stand up và ở trong cái video này mình sẽ bày cho mấy bạn một cái cái niche để mấy bạn làm với affiliate Amazon ha. <laughs> Sở dĩ cái nền tảng tiktok mà nó ra đời thì đối với mình nó là một cái một cái mỏ vàng cho những cái anh em nào mà làm bên affiliate nó rất là hữu ích còn hữu ích hay không mới là do mấy bạn chọn thì ở trong video này mình sẽ bày cho mấy bạn một cái nách cái ngách để mấy bạn làm ha mấy bạn sẽ bấm cho mình ở trong này là toy for ok here we go mấy bạn thấy không những cái video nó tới 39,7 triệu view, 1,8 triệu view, 1,4 triệu view Nó rất kinh khủng và mình sẽ không có lặp lại những cái 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 vấn đề nữa mình chỉ giới thiệu những cái niche thôi thì đối với với những cái, cái niche mà làm với trò chơi như thế này thì mấy bạn phải uh, chọn những cái video nào mà nó có cái tính tương tế cao nó tới uh, 4,5 và triệu view này. đó thì nó rất là ổn cho Uh, mấy bạn để lên mấy bạn uh, lên viral ha đó mà mình nhìn mình cũng còn thích nữa chứ đừng nói là người khác ha rồi ok thì uh, chúng ta sẽ cái step 1, cái step 1 của mình là chúng ta sẽ uh, qua bên uh, thiết tiktok và mấy bạn em download hết những cái này và hết uh, những cái này và ha thì uh, nếu mà nếu mà chuyên sau thì mình sẽ training cho học viên cái cách để mà lên viral một cách nhanh nhất có thể không chắc là lên nhanh không chắc sẽ là lên trong ngày một ngày hai nhưng nó sẽ lên bằng một cách tự nhiên nhất và cái kênh của bạn nó sẽ đứng vững ở trên đó kiểu như vậy cái đó là cho học viên thôi ok thì uh, chúng ta sẽ coi ha và chúng ta sẽ một lần nữa là chúng ta sẽ qua lại bên amazon để chúng ta thấy cái uh, nhiều cái 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 này ha ok hiểu bị cậu thì uh, quá trời luôn à cái này là mấy anh em biết sao không? có nghĩa là mình làm với lại cp 18 cộng cho nên là mình cũng còn sử dụng những cái còn tên này có những con tên là mình phải mua luôn đó kiểu như vậy và sách nữa uh, game đây là những cái niche mà gọi là mình uh, mình test ở ở cái phía thị trường á là mình cảm thấy tất uh, nó 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 đề xuất đây là những cái method mới những những cái item mới thì mình không có quan tâm nhiều nhưng mà cái cái việc mà mình sao uh, sau này mấy bạn mà đi sâu á mấy bạn sẽ có được cái cái sự nghiên cứu gọi là những cái những cái sự nghiên cứu gọi là những cái ngách gọi gọi là là tiếp cận toàn là những những người mua thôi mấy bạn tiếp cận hầu hết 90 phần trăm là người mua chứ không liên quan gì hết những cái, cái anh em nào nào mà làm ở phía đấy cái đó, cái đó gọi là winnish đó cái mà cái cái vấn đề đó nó nó thuộc về cái, cái tư duy cái, cái cái, cái điều đó bạn phải làm lâu mấy bạn mấy bạn mới có được cái điều đó ha thì uh, chúng ta sẽ vô ở trong uh, đây chúng ta sẽ bấm như vậy luôn ha tôi for click OK, thì uh, chúng ta sẽ vô trong uh, review 5 sao đi, năm sao thì nó loại rồi cho nó dễ. Đó, mấy anh em này rất là đã luôn. Và mình thực sự mà mình nói cái ngách này nó rất là tiềm năng. Mấy anh em thấy không? Nó cái con quay ma thuật nè con quay điểm bay dưới bộ ma thuật này, nó rất là OK ha. Đó thì uh, mấy anh em cứ việc nghiên cứu và mấy anh em đa về và mấy anh em là một cái cái kênh uh, trò chơi dành cho chị em là auto luôn là mấy anh em uh, lấy cái uh, đây đi ha huh? lấy cái này 39 đô cái này nếu mà ở bên Ali 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 Express Ali Express Ali Express Bấm vào cái này Oh wow Ê Oh wow 154 đô á Wow Thằng này nó chắc chắn là nó sẽ drop lại ở một bên khác Chắc chắn là như vậy ha Thì uh, Mình sẽ tìm đó, đó kiểu như vậy Thì anh man em sẽ tìm Đó thì uh, Cái việc đơn giản ha Cho anh em 39 uh, đô 39 đô thì um, rất là ok đấy, tiền không đấy đó là ok ha. Rồi mấy anh em uh, chỉ cần bấm test là mấy anh em ra cái link bấm thử coi. Đó đây cái link affiliate của mấy anh em nè. Đó, nhấp một phát là có tiền. Còn nếu mà anh em mà không có thích cái uh, cái, cái 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 link này á, để mà cho nó tăng cái độ uy tín á thì mấy anh em sẽ bấm full link phần link thì nó ra cái cái link như thế này nó rất là ok ha cái link này thì người ta sẽ không biết là affiliate đâu đó thì nó cứ bấm y như vậy đó là người ta sẽ không hiểu không 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 biết cái gì hết đó mà bấm vô phải đó là có thì đó kêu gọi ha rồi ok thì uh, qua cái những cái video những cái ngày tiếp theo thì mình sẽ training tiếp cho mấy bạn và những kiến ngách mới hơn ha ok mọi người chúc mọi người một ngày tốt lành nha